Rồi, hello, xin chào anh chị em và các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Bày Cơ ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật cho anh em một số cái mẫu xe máy ha, xe máy cũ anh em nhé. Thì cái mẫu xe máy cũ này thì được anh em mua mô tô đổi lại cho cửa hàng ha. Thì hôm nay thì cửa hàng cũng sẽ bán lại cho những anh em nào mà đang quan tâm cái mẫu này ha. Đấy, thì đầu video có giá thì mình cũng sẽ cập nhật lại cái địa chỉ cửa hàng để anh em ở gần thì mình có thể là mình đến trực tiếp để xem xe ha. Anh em xa thì mình inbox Zalo, cửa hàng sẽ ship xe cho anh em ha. Địa chỉ hiện tại mình đang đứng cửa hàng Phong Mô Tô ha. Địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương. Và số điện thoại và địa chỉ thì mình có ghi trên màn hình và dưới phần mô tả luôn ha. Đấy. Cửa hàng thì có mua bán, trao đổi và ship xe toàn quốc nhé. Trả góp thì anh em chỉ cần có căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu nhé. Mình trả trước khoảng 30% giá trị xe anh em nhé. Đấy. Rồi thì đồng hành với mình hôm nay thì có bạn Trọng cập nhật báo giá cùng mình ha. Chào anh chị và các bạn nhé. Rồi. Nó chắc cập nhật từ cái này luôn ha. Rồi, okay. Còn tay đầu trước tiên này. Là chiếc Raider Sunker, màu đỏ, biển số 66 của Đồng Tháp. Xe đi khá là nhiều, 80.000 rồi, 2014. Con này để cho anh chị là 16.500.000 thôi. Đó, 16 triệu 5. Okay. Cái mẫu xe này mình có bảo hành máy không? Có bảo hành máy móc đều 6 tháng cho anh chị hết. Có bảo hành máy tất cả các mẫu xe này luôn ha. Đúng rồi, đều là xe chính hãng cả mà. Rồi. Xe bên này có con biển số Sài Gòn, bán bao tranh chấp cho anh chị nhé, không rút hồ sơ nhé. Rồi, bảo tranh chấp luôn. Không rút hồ sơ. 2014, để cho anh chị 16 triệu thôi. Rồi, 16 triệu, bảo tranh chấp cho anh em luôn ha. Đấy. Xe này có con biển số 60 của Đồng Nai. Con này là mẫu Raider FI. Đang biển số 60 Đồng Nai 2019. Để giảm giá cho anh chị còn 22.800. Rồi, 22.8 thôi. Giá rất là rẻ luôn. Xe này có Sachia. Biển số 4 Bạc Liêu 2021. Đây để cho anh chị 26.800. Rồi, 268 ha. Rồi, ok. Xe này có Winx. Winx mẫu V2. V2 đầu tiên là chiếc biển số 36 của Thanh Hóa. Bản CBS. CBS. Con này đi 15.000 cây. Đấy, để cho anh chị là 19.600 thôi. Rồi 19.6. Cực kỳ mềm nhá. Xe này còn có chiếc màu đỏ này. ABS. Màu đỏ. Chiếc màu đỏ này thì có chủ xe có lên tập đồ chơi. Con này bản thường. Còn bài cây ha. 2020, đấy, giá là 19.600.000. Rồi, 19.6. Đấy, biển số 66 anh em nhé. Sang đây còn bản ABS nữa. Ở đây có mẫu 2020. Con này bản ABS đi 5.000 cây thôi. V2 ABS. Đi 5.000 cây nhé. 5.000 cây ha. Xe quá mới luôn anh em nhé. 5.000 cây thôi. Để cho anh chị 22.800.000. Rồi, 228. Sang đây có bản Honda Racing Team HRC. Mẫu HRC ABS nhé. ABS. Để cho anh chị là 21.500. Đó, dài 1 năm. Còn Winner V1. Winner V1 này. Có con này là biển số 81 của Gia Lai. Xe 2019 nhé. Đi 19.000 cây. Đó, con này cũng khá là đẹp luôn. Xe cứng lắm anh em nhé. Biết. Con này có 18.800 thôi nha anh chị. Rồi 18.8. Xe này có con này biển 37 Nghệ An 2019 luôn. Xe tuyển. Hai con này xe tuyển luôn. 18.800 luôn. Xe rồi. Cực kỳ đẹp. 18.8 luôn, con này biển 37 ha. Biển 37. Còn con này biển 79 ha. 79 Khánh Hòa. 79 Nha Trang Khánh Hòa. 79 luôn. Để cho anh chị cũng 18.8 luôn. Cộng giá 12 triệu kia. Ok, đó, con này lên tem chùm ha. Chùm. Còn đây thì cũng có một số cái Winner V1 này. Đầu tiên là con màu đen nhám này, sơn cặp mâm màu vàng chanh khá là bắt nổi bật. Xe biển số Sài Gòn. Đó, anh chị thích thì rút hồ sơ hoặc là ký ủy quyền thì cứ alo em ký cho. Rồi. Con này để cho anh chị là 18.800 luôn. Rồi 18.8 luôn. Đấy, sau đây có con biển số 77 của Bình Định, xe 2018. Đó, xe màu đen nhám cực kỳ đẹp luôn nhá. Để cho anh chị là giảm xuống có 17 năm đi, 17 năm. Con này còn 17 năm ha, biển Bình Định nhá. Sau đây có Winner rẻ này, biển 83 Sóc Trăng 2017. Để cho anh chị là 16.800. Rồi 16.8 ha. Winner V1 nhá. Xong sau đây có con màu xanh trắng, biển 37 của Nghệ An 2017. Nó giảm xuống chỉ 17.600 thôi. Rồi, 17.6. Hôm nay có chiếc 50cc SGM 50. Đấy. Con này giá mềm lắm, để cho anh chị nào không có bằng đi làm hoặc đi học. Đó, cho con đi học cũng được ha. Có 9 triệu thôi. Nói chung là dần chân ốc tán thì còn sạch đẹp em nhé. Đó, nói chung có chảy xước nhỏ mà về cái dần chân thì mình thấy là chưa có hiện tượng là bị dí sét nhé. Rồi. Sau đây có ẹt 135. Đầu tiên là con màu vàng đen này đi, xe khá là đẹp. Biển 2012, biển số 60 Đồng Nai này. Để cho anh chị 15.500.000 thôi. Rồi 15 năm thôi anh em nhé.
bên cạnh có màu xanh lá chuối. À, con này là súng áo ha. 24. Hết 24 súng áo này. 93 của Bình Phước. Đó. Để cho anh chị là 22.800.000. Đó, 22.800.000 này. Đó, súng bánh căm, căm mầm đồ chơi ha. Đét luôn. À, đó, dàn áo thì súng nhưng mà cứng lắm anh em nhé. Súng cáp thì lạc lắm. Rồi. Đấy, vào bên trong nữa có con ẹt màu đen nhám 2019 biển 38 của Hà Tĩnh. À, con này biển Hà Tĩnh này. Ẹt 150. Để cho anh chị là 24.500.000. Rồi, 24.500. Cực kỳ mềm nhé. Và sang bên này có con biển 38 Hà Tĩnh nữa này. Hai con này biển Hà Tĩnh cả. Bản Monster 2020. Để cho anh chị là 25.000.000. À, đang giảm xuống con 24.700.000 luôn. Con 24.700.000 ha. Biển Hà Tĩnh luôn. Hà Tĩnh nha. Rồi. Sang đây có con mới kinh cực kỳ đẹp này. Mới kinh màu đỏ nhám này. Nhám. Đó, xe đẹp lắm anh em ạ, xe cứng lắm. Biển 83 Sóc Trăng 2020 đi có 19.000 cây à. Cực kỳ ít nhé. Êm thì thầm luôn. Máy móc êm ha. Cho anh chị 26.000.000 thôi. Rồi, 26.000.000 ha. Đó, nói chung là xe thì có hỗ trợ rút hồ sơ ha, sang tên. Anh em nào muốn cần hỗ trợ rút hồ sơ sang tên thì mình cứ inbox cho cửa hàng nhé. Ây dạ. Sau đây có tay ga. À, mẫu NVX 155 à. Đây có NVX 155. Đó, anh em nào dáng to con chút xíu đi con này rất là đẹp. À. Biển 63 của Tiền Giang. 55.000 cây, 63 Tiền Giang. Để cho anh chị 21.000.000. Con này 21.000.000 ha. Đó, mẫu này thì có ABS thôi. Đó, dáng rất là to luôn. Rồi. Có mẫu AB đầu, AB đầu bò này. 2012, biển số 59. Để cho anh chị 12.300.000. Rồi, 12.300.000 thôi. 12.300.000. Giá mềm nhé, biển số Sài Gòn. Anh em thích ký ủy quyền hay là mua bán thì cứ hú em một ký. À, rồi, ok. Ngay chủ. Sau này con biển 63 của Tiền Giang 2018, xe này biển số khóa thường nhé, để cho chị 24.000.000 tròn thôi. Rồi, 24 tròn, 125 nhé. 25. Sau bên này có con biển 83 của Sóc Trăng 2020, đó. Để cho anh chị 30.000.000 xả lỗ. Rồi, 30.000.000 thôi. À, con này thì có lên cặp bánh mâm đồ chơi. Anh chị thích thì thích ép giá nữa thì cứ gọi. À, rồi, vẫn bớt. Okay. Sau đây có con Frigo. À, Frigo 2019 đó. Biển số 95 của Hậu Giang. À, con này có ABS anh nhé. Có ABS luôn, để cho anh chị có 17.600.000 thôi. Rồi, 17.6 2019 luôn. 19, đấy. Đời cực kỳ cao. Rồi, ok ha. Vừa rồi. Đó thì hôm nay thì có một số cái mẫu xe mới về cũng như là một số cái mẫu xe cũ thì hôm nay cũng đang giảm giá ha. Xe thì có mua bán trao đổi ha và hỗ trợ trả góp luôn. Ship xe toàn quốc anh em nhé. Nên mình cần thông tin về chiếc xe nào hay là muốn ship xe về đâu hay là muốn trả góp chiếc nào thì mình cứ inbox Zalo ha. Cửa hàng sẽ hỗ trợ cho anh em như là rút hồ sơ hay là sang tên để được hết nhé. Đó. Rồi thì địa chỉ cửa hàng thì nằm ở địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương. Và số địa chỉ và số điện thoại của bạn Trọng thì mình có ghim trên màn hình luôn rồi ha. Đó, anh em nào cần thông tin chi tiết về chiếc xe nào thì mình cứ inbox Zalo nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo ha. Anh em mà cần mình báo giá mẫu xe nào thì cứ bình luận bên dưới nhé. Mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau nhé. Còn bây giờ xin chào. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau ha. Rồi ok, xin chào bạn Trọng ha. Chào chị và các bạn nhé. Đó, ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ha.